chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Việt Nam trong tuần thưa quý vị trong tuần qua trong Việt Nam cũng khá nhiều là tin tức nổi bật liên quan đến những cái vấn đề mà kinh tế và xã hội của Việt Nam nhưng mà có lẽ trong cái tuần này ấy, những cái vấn đề liên quan đến vấn đề kinh tế là vấn đề mà được quan tâm nhiều nhất đó là những cái đợt phát hành trái phiếu của các cái nhóm doanh nghiệp của Vạn Tịnh Phát hay là tin chứng khoán Việt Nam thì có một cái tin đặc biệt là chứng khoán Việt Nam đã bốc hơi 2,2 triệu tỷ đồng vốn hóa sau nửa năm. Thị trường giảm sâu kéo theo cái số lượng mà doanh nghiệp hàng tỷ USD trên thị trường chứng khoán ấy là cũng vơi đi đáng kể. Chỉ sau hơn nửa năm là cái thông tin ở trên cái thị trường chứng khoán ở của Thành Hồ là cho thấy đã bốc hơi gần 2 triệu tỷ đồng vốn hóa. Tính chung cả ba sàn, con số này thậm chí còn sấp xỉ 2,2 triệu tỷ đồng. Tin tiếp theo ấy là con trai bà Nguyễn Phương Hằng nộp 10 tỷ đồng bảo lĩnh cho mẹ tại ngoại. Thì cái vấn đề này luật nó quy định ra sao? Thì chúng ta thấy ở đây là trong bài này cũng có một số những cái luật sư thì đưa ra cái ý kiến là cái khoản tiền phải đóng góp để đưa một cái bị can đang bị điều tra ra tại ngoại. Thì chúng ta thấy ở đây như này bà Hằng là bị, bị truy tố theo cái điều 331. 331 là một trong những cái tội là tuyên truyền chống nhà nước cho nên đây nó là luật an ninh quốc gia. Và những người phạm tội an ninh quốc gia này thì hầu hết những cái người đấu tranh dân chủ là đều bị truy tố ở cái dạng tội này. Mà những người bị truy tố khoản 1 là còn nhẹ vì cái mức án nó từ là 12 năm trở xuống. Nhưng mà những người bị truy tố theo khoản 2 là từ 12 đến 20 năm. Và đây là một cái điều luật nó lại liên quan đến cái vấn đề an ninh quốc gia. Thành ra cái việc mà bảo lãnh tại ngoại ở đây là hơi bị khó nhưng mà chưa biết ấy, là những cái tin tức mà báo chí đăng trong một số ngày gần đây có vẻ như là dạo trước để đặt ra những một cái cái một cái nền tảng truyền thông để mà hỗ trợ cho cái việc mà đưa Nguyễn Phương Hằng tại ngoại thì chúng ta cũng thấy ở đây là cái bất công là những cái người mà đấu tranh dân chủ mà bị truy tố theo cái điều khoản này thì không bao giờ có cái vấn đề mà bảo lãnh tại ngoại cả Và chúng ta biết bảo lãnh tại ngoại tối đa là với những cái mức độ mà tội mà nghiêm trọng hoặc là rất nghiêm trọng thì cũng chỉ đến 300 triệu đồng thôi thế nhưng mà à, bà Nguyễn Phương Hằng này là nộp tới 10 tỷ đồng để bảo lãnh tại ngoại thì chưa biết là có bảo lãnh tại ngoại được hay không tiếp theo là cái vụ án mà cục lãnh sự mà trong cái vụ mà những cái chuyến bay giải cứu ấy, thì à, trong cái vụ án này khởi tố thêm một giám đốc và một nữ chuyên viên cũng à, liên quan đến phần tin trong nước thì người Việt đi lao động chui ở Campuchia thì ổ ạt về nước Gần đây là có đến 800 người lao động ở Campuchia là đã về nước cùng một lúc Vâng thưa quý vị trong cái bản tin chính ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị là cái vụ mà Vạn Tịnh Phát thì uh, gần đây nhất ấy, chúng ta thấy rằng là cơ quan công an đặc biệt là ông T uh, tô Xô Trung tướng tránh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an thì lại vừa lên hăm dọa công chúng tức là Bộ công an sẽ tiếp tục xác minh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, đồng thời đề nghị người dân không tin, không lan truyền những thông tin thất thiệt, sai sự thật. Thông tin bị xác định là thất thiệt, sai sự thật là chuyện sẽ có thêm nhiều tập đoàn lớn bị xử lý. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng mà Bộ Công an hăm dọa về cái việc mà xác minh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi thất thiệt, đưa tin thất thiệt và không chính xác. Và lần trước thì hôm 9 tháng 10 năm 2022 ấy, thì Bộ Công an cũng đã tuyên bố là sẽ xử lý tất cả các tổ chức cá nhân nếu đăng tải chia sẻ phát tán hoặc là bình luận đồng thuận với lại cái tin giả hoặc là tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Trên thực tế thì Bộ Công an đã bắt vài người vì bình luận thất thiệt về hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên thì chỉ một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước khẳng định hoạt động của SCB vẫn bình thường và ổn định thì Bộ Công an hăm dọa là sẽ thực hiện vài lệnh bắt giữ giống như là gian đe. Nhưng mà ngân hàng nhà nước thì lại đột nhiên là đưa SCB vào cái diện kiểm soát đặc biệt. Thì điều đó không khác gì là thừa nhận là các thừa nhận là chỉ các cái tin bị cho là không chính xác, thất thiệt, sai sự thật mới đúng sự thật. Thì điều đó cũng có khác gì là chứng minh là ngân hàng nhà nước đã tung tin giả chẳng phải chỉ có ngân hàng nhà nước tung tin giả đâu mà bộ công an cũng vậy khi mà bộ công an công bố quyết định khởi tố vụ án là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cái công ty An Đông Group và các cái tổ chức đơn vị có liên quan thì bộ công an xác định là có bốn bị can và trong bốn bị can này thì bà Nguyễn Phương Hồng được bộ công an xác định là trợ lý công ty cổ phần Vạn Định Phát tuy nhiên khi tố cáo mà SCB đục bỏ cái danh sách thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng này và tiểu sử của từng người thì một số cơ quan truyền thông chính thức như là Infonet là hay là Việt Nam Financial thì đều vô tình là tố cáo Bộ Công an là tung tin giả bởi vì bà Hồng á, là cái người đã làm việc cho SCB suốt 11 năm. Trong 11 năm đó thì từng đảm nhận nhiều cái chức vụ khác nhau của SCB như là trưởng phòng tín dụng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh, phó giám đốc chi nhánh, giám đốc chi nhánh và phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định kiêm giám đốc chi nhánh. Và lúc bị bắt ấy, là đang là ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định của ngân hàng SCB. Thì dẫu là Infonet và Việt Nam Financial là đã đục bỏ các cái tố cáo mà hai chiều, tức là tố cáo SCB và vô tình là tố cáo các cái cơ quan hữu trách. Nhưng mà cái tin ấy, là vẫn còn có thể tìm thấy ở một số nơi ở trên internet có thể là ngân hàng nhà nước và bộ công an vẫn đinh ninh là chính quyền có quyền là làm ra và phát tán tin giả cũng như là tin giả có thể giữ cho cái thị trường tài chính này ấy, là nó ổn định thế nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy các cái biện pháp nghiệp vụ như thế ấy, thì cái việc như là chế tạo này khoác cho bị can một cái lai lịch giả này, buộc cái hệ thống truyền thông chính thức là phải đục bỏ những cái thông tin cho thấy chính quyền tung tin giả che đậy cái việc mà bà Hồng đột tử khi mà vừa bị bắt tạm giam và lờ đi một số cái trường hợp bất đắc kỳ tử khác thì chẳng khác cái gì định hướng cho công chúng là nên tin vào cái loại tin nào và tin giả, tin sai sự thật cứ nhìn vào cái sự hỗn loạn của thị trường tài chính, tín dụng ví dụ như là vn index ấy là liên tục xuyên thủng hết cái đáy này tới cái đáy khác và đến nay là đã giảm xuống dưới 1.000 điểm. Và trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì đã mất đi khoảng 2,2 triệu tỷ đồng. Thì chúng ta thấy rằng là việc mà công chúng ấy chọn cái loại tin nào thì thiên hạ vẫn gọi những cái tình huống kiểu này là gây ông đập lưng ông. Và ông đã bị đập thì nó rất là đích đáng. Thì ở đây chúng ta thấy là vì sao Bộ Công an lại đưa ra cái lời đe dọa vào lúc này? Thì thực tế là không chỉ đe dọa mà ở trên mạng đã có một cái chiến dịch report các cái facebook mà đang diễn ra trên mạng xã hội sau cái lời đe dọa của ông Tô Ân Sô. Bởi vì trụ sở của công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt là công ty con của Vạn Định Phát lúc này ấy, là hàng trăm người dân đang trầu trực ở ngoài. Họ không tin rằng cái đống trái phiếu kia chỉ còn là cái giá trị kỷ niệm. Ngân hàng nhà nước thì ra sức chấn an người dân về các cái khoản tiền gửi tiết kiệm của họ là sẽ được bảo đảm nhưng mà không có ai lên tiếng về những cái khoản đầu tư vào trái phiếu của các công ty con của vạn Thịnh Phát là liệu có được bảo đảm hay không theo quy định của pháp luật đấy thì các cái giao dịch trái phiếu này nó đã hoàn thành và nó là giao dịch dân sự trái chủ ấy, thì cũng đã nhận được lãi đầy đủ theo cái chu kỳ mỗi 6 tháng và cái thời hạn thanh lý cái trái phiếu này cũng chưa tới còn một năm nữa mới tới rồi. và những cái giao dịch này ấy, là chỉ có thể bị hủy bỏ bởi là tòa án và nếu tòa án đưa ra cái phán quyết là cái giao dịch trong cái vụ án dân sự này là vô hiệu thì Vạn Thịnh Phát chỉ phải trả lại tiền mua trái phiếu cho cái trái chủ. Hiện nay thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chưa hủy bỏ các cái lô trái phiếu của Vạn Thịnh Phát như trong cái vụ án của Tân Hoàng Minh. Thì chúng ta thấy là trong cái vụ án của Tân Hoàng Minh thì ngay sau khi mà Bộ Công an bắt Tân Hoàng Minh và truy tố về cái tội lừa đảo thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy bỏ 9 cái lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh với cái trị giá là 10.300 tỷ đồng. Thế nhưng mà ở trong cái vụ Vạn Thịnh Phát này thì bà Lan đã bị bắt và cho đến nay á, thì ngân hàng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn chưa hủy bỏ những cái lô trái phiếu, ba cái lô trái phiếu mà An Đông Group họ phát hành. Thì thưa quý vị, liệu rằng Phạm Thịnh Phát là có khả năng tài chính để mua lại trước hạn các cái trái phiếu đã phát hành hay không? Thì ở đây chúng ta thấy là trong cái tình hình mà một số những cái đại gia bị bắt liên quan đến cái vụ phát hành trái phiếu này thì ở trên thị trường bây giờ ấy, đã có một số cái công ty chủ động mua lại cái trái phiếu đã phát hành trước thời hạn để tránh cái việc mà bị bắt giữ theo cái tội mà lừa đảo này và chúng ta chưa biết rằng có bao nhiêu công ty phát hành trái phiếu và khi họ phát hành trái phiếu đó mục đích phát hành trái phiếu là gì và họ có sử dụng đúng mục đích hay không và với cái khối lượng ấy, mà đã phát hành ra thị trường là một triệu ba trăm ngàn tỷ đồng tiền trái phiếu thì bây giờ ấy, cái thị trường trường trái phiếu nó nằm trong một cái thời điểm là từ đến cuối năm nay gần 100.000 tỷ đồng nó sẽ nó sẽ đáo hạn. Và liệu các cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu ấy, bây giờ đáo hạn ấy là có tiền trả hay không? Và những cái doanh nghiệp phát hành một cái lượng cổ phiếu lớn mà sử dụng không đúng mục đích ấy, bây giờ cũng phải vội vàng ấy là mua lại trái phiếu trước kỳ hạn. Và những cái việc ấy nó đang diễn ra trên thị trường. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà phát hành trái phiếu ấy, thì ở đây nó có một cái vấn đề là vấn đề thanh khoản của trái phiếu nó sai từ cái khâu phát hành thẩm định cái mục đích phát hành và thay vì phát hành để sản xuất kinh doanh thì các công ty toàn là phát hành để làm cái mục đích khác đến khi đáo hạn thì lại tạo ra một cái phương án ảo để phát hành trái pháo trái phiếu mới đáo hạn cái trái phiếu cũ và đến bây giờ ấy, thì cái room tín dụng ấy, của ngân hàng ấy nó không giải ngân ra được nữa thì trái phiếu và bị siết chặt thì cũng không lách luật được nữa. Cho nên là việc tạo ra cái phương án giả để mà phát hành lô trái phiếu mới để lấy cái vốn mà đáo hạn cái lô trái phiếu cũ thì bây giờ nó không còn không còn khả thi nữa. Cho nên khả năng sẽ mất thanh khoản cho các lô trái phiếu đến hạn vào cái kỳ cuối năm này. Và xin quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình tin tức Việt Nam trong tuần. thưa quý vị những cái lô mà trái phiếu phát hành của An Group ấy, thì vừa qua là cái công ty chứng khoán Tân Việt cho rằng là tiến độ thanh toán các cái lô trái phiếu này ấy, nó liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì nó phụ thuộc vào cái tiến độ điều tra của các cái cơ quan chức năng và chúng ta cũng thấy rằng là trong một cái vụ điều tra về những cái vấn đề trái phiếu này ấy, là khi cơ quan chức năng điều tra thì họ sau khi điều tra mà đến tiến hành mà chi trả thì họ phải ưu tiên cho các cái ngân hàng của nhà nước các cái doanh nghiệp các cái tổ chức rồi cuối cùng mới đến các cái nhà đầu tư cá nhân cho nên là ở trong cái thị trường trái phiếu này khi mà cái rủi ro nó xảy ra cái nhà đầu tư cá nhân mà mua trái phiếu tức là những người dân mua trái phiếu là cái người mà nhận được cái lợi ích sau cùng nếu mà còn chứ còn nếu mà trả cho những cái kia hết rồi thì là cũng họ cũng coi như là mất trắng bằng không thôi thì những cái trái phiếu ấy, bây giờ ấy là như là chứng khoán Tần việt cho rằng ấy là cái tiến độ thanh toán cho các cái lô trái phiếu liên quan đến cái tập đoàn vạn thịnh phát này thì nó phải phụ thuộc vào cái tiến độ điều tra của cái cơ quan điều tra thì chúng ta thấy gì qua những cái đợt phát hành trái phiếu kỳ lạ của cái nhóm doanh nghiệp mà liên quan đến vạn thịnh phát và nhà đầu tư nào đã rót vốn cho những cái thương vụ này thì ở đây ấy là có những cái vấn đề rất đặc biệt liên quan đến cái việc mà à, huy động trái phiếu của Vạn Thịnh Phát như thế này. Các doanh nghiệp liên quan của Vạn Thịnh Phát thì đã liên tục phát hành trái phiếu với cái giá trị mà gấp nhiều lần cái vốn điều lệ. Vậy nhưng cái trái phiếu mà vừa tung ra là có các cái nhà đầu tư là thu mua toàn bộ. Vậy những cái nhà đầu tư đã mạo hiểm bơm lượng vốn khủng này là ai? Chuyện doanh nghiệp mà vay vốn bằng cái hình thức trái phiếu ấy là cái nghiệp vụ kinh tế rất là bình thường miễn là họ có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, trả nợ và lãi đầy đủ và trái chủ thì không vi phạm các cái quy định của pháp luật liên quan. Tuy nhiên với Vạn Thịnh Phát thì câu chuyện phát hành trái phiếu huy động cái nguồn lực tài chính thì nó lại rất khác so với các cái doanh nghiệp khác. Nói sơ qua về Vạn Thịnh Phát thì trong cơ cấu tổ chức có hai cái pháp nhân mang tên là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty thứ nhất là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tên viết tắt là VTP. Group Holding. Đây là một tập đoàn tư nhân thành lập năm 1992 với vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng. Tại VTP Group Holding thì bà Trương Trương Mỹ Lan này sở hữu tới 80% cổ phần tương đương với cái lượng vốn góp trị giá là 4.800 tỷ đồng. Cái công ty thứ hai là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát tên viết tắt là VTP Investment Group có cái vốn điều lệ là 12.800 tỷ đồng. Công ty này thì có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, trong đó bà Trương Mỹ Lan là sở hữu 15% cổ phần. Thì VTP Group Holding là sở hữu là 41%. Ngoài ra thì trong cái hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát thì các cái đơn vị thành viên, các cái công ty liên kết cũng có vốn điều lệ khủng không kém. Nổi bật là cái công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula là với cái vốn điều lệ là 18 tỷ đồng mà cái ông chủ của cái công ty này thì vừa rồi có cái chuyện là nhảy lầu tự tử từ, từ cái tầng 12 xuống đấy là ông Dương đấy và cái tập đoàn đầu tư An Đông tức là An Tông An Đông Group là với cái vốn điều lệ là 9.000 tỷ đồng và chính cái mà công ty mà An Đông cái tập đoàn An Đông Group này là vừa rồi là phát hành ba cái lô trái phiếu với cái lượng trái phiếu là à, sắp xỉ 25.000 tỷ đồng thì mới đây công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát tức là cái công ty trẻ mới được thành lập từ tháng 10 năm 2020 của con gái bà Trương Mỹ Lan ấy, thì cũng là cái doanh nghiệp hàng nghìn tỷ mới nhất là thuộc cái hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát này. Và doanh nghiệp 8 tháng tuổi này thì có cái số vốn điều lệ lên đến 8.800 tỷ đồng quay trở lại với việc phát hành trái phiếu của các cái công ty trong cái hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, tại sao lại nói là việc phát hành trái phiếu liên tục của Vạn Thịnh Phát nó rất là khác lạ? thì chúng ta cùng xem xét những cái thông tin dưới đây. tức là vài năm trở lại đây trong cái bối cảnh mà tín dụng bất động sản đang ngày càng bị siết chặt, thì các thành viên trong cái hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát thì đang đẩy mạnh vay nợ thông qua cái phát hành trái phiếu doanh nghiệp. tuy nhiên Vạn Thịnh Phát là cái hệ sinh thái miệt mài phát hành trái phiếu trên thị trường diễn ra liên tiếp trong cái thời gian dài và tiến hành đồng loạt trên hầu hết các cái công ty thuộc cái hệ sinh thái này. Thứ nhất ấy, nổi bật là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, một thành viên trong cái hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Định Phát này. Thì đầu tháng 8 năm 20 công ty này có công bố thông tin đã thanh toán 1.384 tỷ đồng cái tiền lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2020. Thì đây là các cái lô trái phiếu mà có tổng cái giá trị là 24.000 969 tỷ đồng, tức là sắp xỉ 25.000 tỷ đó, được phát hành trong 2 năm, là năm 2018 và 2019. Thì theo thông tin từ cái báo mà nhà đầu tư.vn thì An Đông đã bán được là 11.969 tỷ đồng trái phiếu. Và ngày 10 tháng 9 năm 2018 thì trong cùng ngày này thì là bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Và cũng được bán hết và tới đầu năm 2019 chính xác là ngày 22 tháng 1 thì An Đông tiếp tục bán thành công là 10.000 tỷ đồng. Thì đây đẩy cái dư nợ trái phiếu là đều có kỳ hạn 5 năm là lên tới gần 25.000 tỷ đồng. Thì những cái thông tin cơ bản về cái trái phiếu này thì cũng đã được thông tin ở trên cái group của cái website của An Đông Group. Thì trước đó thì An Đông Group cũng từng, từng là thanh toán lại trái phiếu với cái số tiền lớn trong năm 2019, công ty này cũng trả 1.471 tỷ đồng tiền lãi cho các cái lô trái phiếu nói trên. Tuy nhiên ấy, thông tin từ cái sàn chứng khoán HNX thì trong 6 tháng đầu năm 20 thì công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông lỗ sau thuế là gần 23.000 23 tỷ đồng. Đáng chú ý là đến 30 tháng 6 năm nay thì hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của đơn vị này là 4.05 thì tính đến cuối năm 2019 công ty có vốn điều lệ là 9.284 tỷ đồng này. Như vậy với số nợ nó trên là đồng nghĩa với cái việc mà cái số nợ nó lên đến 37.000 tỷ đồng, tương đương với 1,6 tỷ đô la. Như vậy là mặc dù phát hành trái phiếu ngàn tỷ trả lãi đầy đủ nhưng mà An Đông Group cũng là công ty có cái khoản nợ tỷ đô ở trên thị trường. Thứ hai là cái công ty cổ phần Bung Sen các cái nhà đầu tư đánh giá đây cũng là một trong những cái doanh nghiệp có mối liên quan mật thiết với lợi Vạn Thịnh Phát. Công ty Bông Sen thì là chủ sở hữu của cái Dia Center tại Hà Nội và cái dự án Tháp Sài Gòn One ở Thành Hồ. Doanh nghiệp này thì vừa qua đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn một năm và lãi suất là 12% một năm. Trước đó thì tháng 8 năm 2017 thì doanh nghiệp này là có vốn lên tới 4.777 tỷ đồng thì cũng chào bán cái lô trái phiếu là 6.000 tỷ đồng thời hạn 2 năm. Vào thời điểm mà họ cái công ty này nó thâu tóm cái tổ hợp mà đi hai thì nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi rằng có đúng hay không việc nếu mà không được thâu tóm và bơm tiền bởi một cái đại gia lớn ấy, thì bông sen chỉ đơn thuần là doanh nghiệp là ra mặt cho cái việc thâu tóm của một đơn vị khác. Bởi vì trước cái thông tin mà Bông Sen chi 3.650 tỷ đồng để thâu tóm Dia thì dựa vào cái báo cáo tài chính của Bông Sen vào cái thời điểm đó thì các nhà đầu tư cho rằng cái chuyện này là không thể. Thì trong khi đó cái việc tăng vốn điều lệ của Bông Sen ấy, vào thời điểm đó thì không có dễ dàng. Và thứ ba là đến cái công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Châu thì vào ngày 26 tháng 7 năm 2019 thì doanh nghiệp này cũng đã bán thành công 800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được tư vấn phát hành bởi công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI đấy và được bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi bởi cái ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Thì chúng ta thấy rằng cái TVSI này là cũng là tư vấn cho cái công ty Tân Hoàng Minh là một trong những cái vấn đề mà phát hành ba cái lô trái phiếu và sau đó là chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt và Tân Hoàng Minh đã phải bị hủy chín cái lô trái phiếu liên quan đến ba công ty con của Tân Hoàng Minh thì cũng là cái công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt này. Và bây giờ chúng ta hiểu vì sao ấy mà giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt này là đã bị chết bất đắc kỳ tử. Thứ tư ấy, nằm trong cái hệ sinh thái đặc biệt này là công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận thì cũng phát hành 60 lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng với tổng giá trị lên đến 6.000 tỷ đồng và bản công bố thông tin không cho biết về lãi suất hay là tài sản bảo đảm cho trái phiếu cũng không rõ các bên thu xếp và trái chủ là ai. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Thuận hút về hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu và trước đó trong 2 ngày 24 và 27 tháng 12 năm 2018, doanh nghiệp này đã phát hành 4.500 tỷ đồng thông qua 31 lô lẻ. Tương tự, thông tin chi tiết về các cái đợt phát hành trái phiếu đều là ẩn số chỉ đến khi doanh nghiệp tất toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 21 tháng 10 năm 2019 và trái chủ của cái lô trái phiếu này mới được hé lộ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB. Như vậy là trong cái giai đoạn 18 đến 20, khoảng 10.500 tỷ đồng đã chảy về Quang Thuận. Trong khi đó báo cáo tóm tắt tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 20 cho thấy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này không có gì nổi bật trong những năm gần đây và lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của Quang Thuận ghi nhận là chỉ có lãi 1,5 tỷ đồng và giảm 42% do so với cùng kỳ. Thì chúng ta thấy rằng là còn nhiều cái công ty nữa như là cái công ty cổ phần thiết kế và trang trí nội thất Norad và tất cả những cái tìm hiểu cho thấy rằng các cái công ty này là cũng phát hành những cái lượng cổ phiếu rất là lớn. Nếu đi sâu vào cua cấu cờ đông sáng lập của Norad thì chúng ta thấy rằng là bà Đặng Thị Thanh Phương và hai nhà đầu tư người Hoa là ông Trương Lập Hưng thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái phát hành trái phiếu này á, thì các công ty này phát hành trái phiếu với lại một cái lượng trái phiếu khủng thế nhưng mà đất vàng của Vạn Thịnh Phát thì lại bỏ hoang cũng khủng không kém tức là người ta có uh, bất động sản ấy, thì người ta phải cứ gấp rút đưa vào kinh doanh để khai thác đầu tư và trả vốn ngân hàng nhưng mà riêng Vạn Thịnh Phát thì đáp chiếu để đó không làm gì cả và điều kỳ lạ chúng ta chỉ biết trái phiếu đã bán thành công, còn ai mua chúng thì vẫn là một câu hỏi gây khá nhiều tò mò. Phải chúng ta không hề biết là danh tính của những người mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát là ai. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Và thân ái chào quý vị.